hoặc là cầu Điện Biên Phủ. Chúng ta đang đi trên đường kênh Nhiêu Lộc, rẽ nhánh ra đường Điện Biên Phủ. Đây vòng xoay Điện Biên Phủ đây. Hướng này là hướng đi về trong khu trung tâm. Rộng ra một tí chúng ta mới cua một mình dễ dàng được đó. Ok, tiến về hướng cầu, hướng hàng ngã tư Hàng Xanh. Phải là lên xe máy chạy cũng hai lên luôn. Còn bên kia đường, bên kia bộ hoa là cũng là ba lên xe, một lên ô tô và hai lên xe máy. Chạy tốc độ giới hạn 70 cây số giờ. Phía đối diện cũng vậy, cũng tương tự. Tổng cộng là 7 lên, mỗi bên 7 lên xe. Ta đi lên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh. Cầu vượt này cho phép xe ô tô chạy hai lên. Bên này ô tô được chạy nha các bạn, không cấm ô tô. Tốc độ giới hạn 50 cây số giờ. Xuống giờ hướng về cầu Sài Gòn. Không hay, chúng ta quẹo phải về hướng công viên Văn Thánh. Rất là đông, chen chúc đấy, chen chúc nhau. Chúng ta cũng chen chúc, đồng góp không? Đây là nút giao cửa ngõ thành phố nè, khu này là cửa ngõ thành phố cho nên là lưu lượng xe trong giờ cao điểm là đông, rất là đông. Rồi vô công viên Văn Thánh. Công viên thanh vắng, chỗ công viên, trong công viên có nhiều bãi đậu xe. Ok,
chó. Xin chào. Lọt. Tham quan một vòng công viên Vương Thánh xem nào. Cho vô xe. Rồi tới nơi. Chúng ta tới nơi.